Chị thắng mọi mến cho tất cả các em. Hôm nay thì chị sẽ đem đến cho các em một bất ngờ thú vị, đó chính là ngôi nhà bong bóng. Như các em cũng đã nhìn thấy ở bên trong đây thì có một cái giường nằm bên trong một cái bong bóng thật là lớn. Bong bóng này là bong bóng siêu to khổng lồ và người ta gọi cái này là ngôi nhà bong bóng. Như tiêu đề của video thì hôm nay chị sẽ thực hiện thử thách 24 giờ sống trong nhà bong bóng. Và như các em đã biết, hiện tại chị đang ở trên Đà Lạt. Đây là căn nhà bong bóng duy nhất ở trong một resort mà chị thuê với giá là 1.600.000 cho một ngày một đêm. Ở Đà Lạt thì thật là thích em ạ. Không khí thì mát mẻ, phong cảnh thì nên thơ trữ tình. Ở phía bên kia là một cái đồi thông, phía dưới là thung lũng, người ta trồng hoa ở phía dưới nữa đấy các em ạ. Còn chỗ này là một cái võng để buổi sáng thì chị có thể nằm ngắm bình minh. Sợ quá các em ạ. Người ta nói với chị là cái này rất là an toàn luôn. Và chị có thể nhảy lên, cũng có thể nằm đây và ngủ luôn. Nằm kiểu này, nằm giống nàng tiên cá. Nàng tiên cá mập. Ở phía dưới đây thì có một tấm lưới cho nên là rất là an toàn. Nếu mà chị rớt từ cái này xuống thì sẽ rớt vào tấm lưới kia và không sao cả. Tiếp theo thì chị sẽ review sơ qua cho các em về cái nhà bong bóng. Nhà bong bóng này thì được cấu tạo rất là đơn giản. Chúng ta gồm có một cái giường và một cái bong bóng khổng lồ. Ngoài ra thì sẽ có nhà vệ sinh và một cái tủ quần áo. À, nhà vệ sinh thì rất là đặc biệt, chị sẽ cho các em xem. Và nó có thể nhìn thấy bên trong luôn các em ạ. Tiêu thôi, tối không được bén mảng xuống dưới đây nghe chưa. Wow, mặc dù vậy nhưng mà nó có một cái bồn tắm rất là sang chảnh bên trong này các em. Chị rất là thích cái bồn tắm này luôn. Tủ quần áo này thì có một thứ rất là đặc biệt, nó không chỉ để đựng quần áo mà còn đựng rất là nhiều đồ ăn luôn. Chị sẽ mang đồ ăn vào trong ngôi nhà bong bóng của chị. Ngoài ra chị cũng đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn đặc biệt ở đây, lát nữa thì chị sẽ giới thiệu với các em. Còn bây giờ chị sẽ mở cửa và bước vào ngôi nhà bong bóng. Nhu nhu. Các em có thấy hiện tượng gì không? Khi mà chị mở ra, để chị đóng lại rồi chị mở ra cho các em xem. Khi mà chị mở ra nhá, 1, 2, 3. Làm lại đi. Lúc nãy thì chỉ thấy nó hoành tráng lắm mà. 1, 2, 3. Đấy, các em thấy chưa? Chị đã phát hiện ra nguyên lý hoạt động của nó rồi. Ở bên trong đây thì có rất là nhiều không khí luôn. Khi mà chúng ta mở ra thì không khí sẽ thoát ra ngoài và làm quả bong bóng xẹp xuống. Đó, quả bong bóng đã xẹp xuống rồi này các em. Nhưng mà khi chúng ta đóng lại thì nó lại tự động được bơm lên và căng ra. Wow, rất là kỳ diệu đúng không nào? Bây giờ thì chị sẽ vào bên trong nhá. Nó xẹp rất là nhiều rồi này các em. Chết rồi, chị phải vào nhanh, không nó xẹp mất. Anh Tiểu Thúi vào nhanh. Chết rồi, chị cuống quá rồi các em à. Chị sẽ kéo ở dưới đây này. Sao thì nó sẽ bơm đầy lên mà. Đó, bây giờ nó xẹp hết hơi rồi. Wow, nó căng lên cái này kêu quọc luôn các em à. Còn bây giờ chị sẽ mở cái này xem sao. Khi mà chúng ta mở cái này thì nó không được như thế. Cái này thì lại có cái cửa như thế này. Xin mời Tiểu Bảo Thúi vào. Wow, bên trong này còn có một món quà cho anh này. Không phải, quà này khách sạn cho em mà. Phòng này chị đặt chứ có phải là anh Tiểu Thúi đặt đâu mà. Phòng của anh Tiểu Thúi trên kia kìa. Wow, sao tự nhiên lại có quà thế này nhỉ? Không biết cái gì ở trong đây. Hồi hộp quá khi mà. Có thể là một cái nhẫn kim cương. Lúc đấy thì chị sẽ rất là hạnh phúc luôn. Mở như thế nào đây ta? Nè, tặng anh Tiểu Thúi nhẫn kim cương này. Thôi, kẹo chị cũng. Chúng ta có bánh sữa chua này. Chúng ta còn có 2 cái kẹo Felipe và 2 cái sô-cô-la nữa. Và tất cả số này sẽ là của chị. Bây giờ chúng ta cùng khám phá xem ở đây chị có gì nhé. Ngoài những đồ khách sạn cho bao gồm snack, nước uống, bánh, mì tôm thì chị còn có mang theo rất là nhiều thứ ở đây. Chắc chắn là anh Tiểu Thú cũng sẽ rất là thích. Một cái BBQ tự sôi, BBQ tự nướng nhá. Chị đã mua rất là đắt tiền đấy game mà. Rồi cơm tự nấu. Cơm tự nấu luôn. Đúng vậy. Tại vì chúng ta thực hiện thử thách 24 giờ, hơn nữa ở trong nhà bong bóng này thì không được nấu nướng gì cả, cho nên là chị đã chuẩn bị những món đồ ăn này cho tiện lợi đấy game mà. Nhưng mà ở đây có thể order đồ ăn về mà. Order đồ ăn thì nhưng mà mấy cái này ngon hơn. Chắc không? Chắc chắn. Rồi một cái lẩu tteokbokki tự sôi. Nhìn rất là hấp dẫn, tí nữa thì chị sẽ mở ra luôn cho các em xem. Còn cái này là mì. Loại mì này thì rất là ngon luôn. Chị đã mua 2 hũ, tí nữa thì chị sẽ cho anh Tiểu Thúi một hũ nếu mà anh Tiểu Thúi tốt bụng. Còn đây cũng là lẩu, nhưng đây là lẩu tôm rum. Cơm nhưng mà cơm này là cơm bò, còn cơm này là cơm gà măng.
Chị mang rất là nhiều thứ. Một cái cục sạc chị nghĩ là rất là cần thiết cho chị, bởi vì cái này có thể sạc cả điện thoại và đồng hồ luôn. Khi mà chúng ta cắm vào chỉ cần đặt điện thoại lên đây là nó tự động sạc. Anh Tiểu Thúi đã tặng cho chị đấy. Cái này là sạc không dây các em ạ. Còn cái này là một chai xịt khoáng để chị có thể dưỡng da. Một cái bổ phế, tại vì như các em đã nghe thấy giọng của chị hôm nay rất là khản đúng không nào, bởi vì chị đang bị ho, cho nên là chị cần phải uống bổ phế để cho chị khỏi ho. Một chai nước muối để chị có thể súc miệng nữa. Chị không biết là từng này có đủ chị ăn trong vòng 24 giờ hay không nữa. Chị cảm thấy lo lắng quá. Cho anh hộp. Thôi được rồi, cho anh hộp mì lẩu Thái nè. Cái hộp kia kìa. Thôi được. Đấy, okay. Coi như là mình đổi ngang nhá, em không còn nợ ân tình gì với anh nữa. Anh tặng cho em cái này, em tặng cho anh cái đấy là huề vốn. Và đây, chính là chiếc giường của chị. Nó cực em luôn kìa mà. Thả con đi đâu. Thích quá đi thôi. Nằm ở đây chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn là nằm ở nhà. Ở đây còn nằm có thể ngắm phong cảnh nữa ý mà. Thích quá. Cái nhà bong bóng này không biết làm bằng gì ghê mà. Không phải là cao su đâu, giống như kiểu là nhựa ấy, nhưng mà lại có thể co giãn nữa, khá là chắc chắn. Tuy nhiên chị cũng cần phải cẩn thận, bởi vì nếu mà làm hư hỏng có thể phải bồi thường lên đến 40 triệu đấy. Rất là đắt đúng không em? Bây giờ thì chị sẽ dẫn các em lên phòng của anh Tiểu Thúi. Đường lên phòng của anh Tiểu Thúi thì rất là gian nan, các em hãy theo chân chị nhé. Vào đây chính là phòng của anh. Cái phòng này thì chẳng có gì đặc biệt này. Cũng có bồn tắm luôn. Đã nha. Ồ, phòng của anh đặc biệt chứ. Có đến hai cái giường. Một cái giường này và một cái giường này nữa. Cái giường này thì gối là gỗ. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa và chị sẽ thực hiện thử thách đến 12 giờ trưa ngày hôm sau. Trước tiên thì chị sẽ cần phải ăn để cung cấp năng lượng. Và món mà chị chọn là món cơm bò cay ghê mà. Đây là lần đầu tiên chị làm món cơm tự nấu luôn. Không biết rằng nó có ngon như là cơm bình thường hay không. Một hộp cơm như thế này thì có giá là 150.000. Chị thấy khá là đắt. Bởi vì bình thường nếu mà chị đi ăn cơm bò thì chắc cũng khoảng 80-90.000 thôi. Chúng ta xem bên trong có gì nhá. Ở đây thì sẽ có hai khay, một gói gạo, gạo này kem, và một cái túi. Chúng ta còn có cái gì đây? Hình như cái này là trái cây. Trái cây đồ xào gì đó. Còn cái này là bò, chắc chắn là bò luôn. Đầu tiên thì chúng ta cần phải đổ gạo ra. Ở đây thì người ta có hai khay, mỗi cái khay thì sẽ có một cái chữ khác nhau, nhưng mà thực sự là chị cũng không biết đọc chữ nào và chữ nào cả. Hóa ra bên trong này có hướng dẫn sử dụng, chị chỉ cần làm theo hướng dẫn là được. Đầu tiên là đổ gạo vào đây. Hạt gạo này lạ quá các em à. Các em nhìn này, không giống hạt gạo của chúng ta hay ăn đâu. Đó, này các em nhìn này, nhìn rất là kỳ lạ luôn. Không biết cái này có ăn được hay không, chị sẽ nhai thử coi nào. Không ăn được. Chị sẽ đổ vào đây một ít nước. Còn bò cay thì sẽ cho bên này. Mùi thơm rất là hấp dẫn luôn nghe mà. Có rất là nhiều bò. Trời ơi, chị đã nhìn thấy miếng ớt rồi kìa các em. Tiếp theo thì cũng giống như các món tự sôi khác, chị sẽ sử dụng gói này để đun nóng. Hai mươi phút đã trôi qua, chắc là cơm đã chín rồi các em à. Chị sẽ mở ra xem thế nào. Khá là nóng. Các em thấy chưa? Cơm nhìn có vẻ rất là ngon đúng không nào. Cơm rất là mềm và y chang cơm thật luôn, chứ không phải là cơm giả như anh Tiểu Thúi nói đâu. Còn cái này là bò và măng. Bò thì hơi nhạt. Chị sẽ rưới bò lên đây. Và cũng hơi ít bò thì phải. Chị muốn nhiều bò hơn. Chị thì ăn ít cơm nhưng mà ăn rất là nhiều thức ăn. Ngon lắm luôn nghe mà. Bò thì rất là dai. Còn đây là nấm này. Cay lắm luôn nghe mà. Đúng là tên cơm bò măng cay.
món này có một nhược điểm duy nhất mà chị thấy, đó chính là nó quá là cay, cay như mì cay luôn nghe mà. Cho nên bạn nào không ăn được cay thì các em đừng mua loại này về nhá. Chị chỉ ăn một tí xíu thôi mà chị đã hít hà rồi này. Và như vậy là chị đã ăn xong tô cơm của mình một cách khá là vất vả. Cơm thì rất là ngon nhưng mà lại cay quá ghê mà. Chị uống nước liên tục, đến bây giờ nó căng bụng luôn. Mà người ta nói là no bụng thì trùng con mắt. Cho nên là nhiệm vụ bây giờ của chị là phải đi ngủ trưa. Ở trong đây thì rất là nóng luôn, bởi vì nó nóng hơn ở bên ngoài do bị hiệu ứng nhà kính. Hơn nữa, ở trong đây thì không có gió nữa. Em nhìn kìa, bên ngoài gió lay cành trúc la đà, nhưng mà bên trong đây thì không có một tí gió nào hết. Quạt kìa. Ờ đúng rồi ha, chị sẽ bật quạt sau đó đi ngủ. Ngồi lâu, ăn cơm lâu quá mà chị tê hết cả chân. Đây là quạt hơi nước rất là xịn luôn. Wow. Thật là dễ chịu, cái giường này rất là êm luôn nghe mà. Wow. Và chị còn có cái này nữa. Chị thả xuống thì giống như kiểu là giường công chúa vậy. Và chị là Ngũ Phù Thủy nằm trên giường công chúa. Gió thổi ở đầu kia lại đây thì khiến cái này nó bay. Như vậy thì tối ngủ sẽ rất là sợ luôn. Hơn nữa ở chỗ thung lũng này không có ai nữa chứ, không được như chỗ của anh Tiểu Thúi. Chị sợ hãi quá. Đã quay đi thôi các em à. Chúc các em ngủ ngon. 3 hours later. Nắng quá em à, không ngờ buổi chiều ở chỗ này nắng như thế. Vậy mà người ta nói với chị rằng ở trong đây không bị nắng. Trời ơi, chị đã kéo hết mấy cái này vào rồi mà vẫn nắng, ngủ không nổi luôn. Đi ngủ mà nắng như thế này thì làm sao mà ngủ nổi. Chết chị rồi. Ở trong nhà mà cũng phải bôi kem chống nắng nữa. Ở trong này không chỉ nắng mà còn nóng nữa nghe mà. Chị ngồi ngay quạt đây mà vẫn thấy nóng. Ở Đà Lạt mà nóng hơn là nóng. Bây giờ là 5 giờ kém 20 rồi mà trời vẫn nắng. Không biết bao giờ thì hết nắng nữa chứ. Anh Tiểu Thúi đúng là sướng thật. Ở ngoài kia thật là mát mẻ, chắc khoảng 23 độ thôi. Còn chị ở trong đây thì chắc là 30 độ mất kia mà. Thực hiện thử thách là khổ như thế đấy. Mà chị còn mặc nguyên một bộ đồ ấm như thế này nữa chứ. Biết vậy lúc nãy chị mặc một cái áo ngắn. Mát quá em à. Làm gì vậy? Thở một tí, ở trong đây nóng quá. Đừng có mà ra ngoài nhá. Tất nhiên rồi, em chỉ thò đầu ra thôi. Nhưng mà nó lại xẹp hết hơi mất. Chết rồi, nhà của chị sắp xẹp rồi. Mát quá em à. Ở ngoài đã quá. Đã ra đi thôi game à. Hình như là chị mở như thế này thì được game à. Bởi vì hơi nó không xì ra này. Chị sẽ đóng cái này lại cho nó kín. Hiểu và bảo thú chơi ra. Không để mát nữa. Đi vào. Xem tí nữa thì chị đã bị Tiểu Thúi kéo cái chân này xuống đất và coi như thử thách thất bại rồi. Các em thấy chưa, lúc nào các em cũng bênh anh Tiểu Thúi, nói là chị chơi gian nhưng mà thực ra anh Tiểu Thúi chơi gian hơn chị đấy. Không, đừng có mà dụ dỗ. Mặc dù chị rất thích ra đấy chơi nhưng mà do chị đang thực hiện thử thách, nếu mà ra đấy thì sẽ thua mất. Nãy đến giờ thì anh Tiểu Thúi cứ nhảy nhoi nhoi như con giòi để trêu thức chị kia mà. Kìa, các em nhìn dáng của anh Tiểu Thúi kìa. Đó, nhìn như con khỉ đột á. Anh ý tưởng như thế là đẹp lắm, xấu quá. Đó, em thấy cho nãy đến giờ anh cứ nhảy như vậy á.
mặt y chang con kỵ đồ cưng nhưng mà ghét ghê. Anh về đi, chỗ này là của em mà, em thuê mà. Về đi, đuổi về. Ô, đặt cho em với. Ô, anh tiểu thúi có món gì ngon vậy? Spaghetti. Cho em một miếng đi. Không. Còn cái đấy là cái gì á? Anh tiểu thúi. Đây là salad cá ngừ. Wow. Ngon luôn. Cho em một miếng đi. Ăn nỉ nhá. Một miếng đúng không? Ngon, một miếng ăn. Đồ kêu kệ. Hồi trưa nay em cho ăn một hũ miến thôi. Lúc nãy anh còn ăn của em một gói snack thôi. Rồi, ra đây. Bây giờ ăn ở đây rồi anh chồng. Vâng đi. Vâng. Dạ anh. Dạ anh ạ. Sao mà đồ này ngon thế nhở? Háng mồm ra nào. Em mắt là háng mồm ra. Ngon không? Miếng ăn là miếng nhục nhưng mà dù nhục em vẫn ăn. Thế không ngu thật không? Không. Ngu thật. Đắc đắc đắc. À, ngon quá. Cả người ăn béo luôn á. Bây giờ là một miếng cá ngừ kèm với một miếng rau nha. Mà cho em ăn bằng cái dĩa đi. Anh cắn vào cái thìa đấy rồi, cái đũa đấy rồi bắn lắc vi khuẩn. Chưa? Bây giờ em hãy nói. Nói gì? Nói nhanh lên. Thơ bị điên. Thơ bị điên. Nước không? Nước á? Ôi, ăn mì. Ăn mì ý hả? Nếu mà ăn mì ý thì bây giờ em phải sủa gâu gâu đi. Sủa đi, xong rồi anh cho. Tiểu thúi. Quái đó nè. Sao vậy, không ăn à? Dù là miếng ăn là miếng nhục, nhưng mà như thế thì nhục quá. Em tự vào là BBQ ăn. Cũng quá nè. Đây là gói BBQ tự nướng em ạ. Chị hy vọng rằng nó ngon. Dưới thời tiết lạnh lẽo như thế này thì có một cái BBQ tự nướng thì đúng bài luôn. Anh tiểu thú chắc chắn sẽ rất là ganh tị với chị. Và chị sẽ không cho anh tiểu thú ăn miếng nào. Nếu như anh ấy xin thì chị sẽ bảo anh ấy là sổ go 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 đi. Ghét ghê. Có đồ ăn mà tưởng ngon lắm. Chị cũng có đây này. Ồ, cái này thì nó không như cái kia. Nó không có hướng dẫn ở trong đây mà nó chỉ có hướng dẫn ở ngoài đây thôi game à. Chúng ta cùng mở ra xem bên trong có gì nhá. Wow, có xúc xích này. Có một cái để chúng ta có thể nướng này. Rất là nhiều thứ luôn. Tiên thì chị sẽ bóc mấy này vào. Đây thì có rất là nhiều món mà chị cũng không biết là món gì luôn. Chị bóc hết cho vào đây. Bây giờ thì chị sẽ chờ đợi trong khoảng thời gian 20 phút là được. Ồ, nóng hổi luôn, nghe em thấy không? Khói bốc lên nghi ngút. Trong trời lạnh như thế này thì đúng bài luôn. Cái này thì là ớt bột thôi kem mà cho vào thì sẽ rất là cay cho nên là chị không cho vào nữa. Trưa nay thì chị đã phải ăn cơm cay rồi. Cho nên là bây giờ chị sẽ ăn đồ ăn không cay. Đây kem mà, đây chính là lạp xưởng. Ngon lắm luôn nhưng mà hơi béo. Còn cái này là ngó sen. Đó, ngó sen nướng. Thực ra thì không giống nướng lắm kem mà, giống hấp hơn.
Ngó xem thì chị cảm nhận rất là tươi. Không biết cái cục tròn tròn này là gì nữa. Wow, trứng cút kia mà. Trứng cút mà đen xì luôn. Trứng cút thì không được ngon cho lắm. Trứng cút có mùi khá là tanh. Ồ, còn đây sẽ là xúc xích. Chị có rất là nhiều xúc xích luôn. Anh Tiểu Thúy ơi, xúc xích ngon lắm không? Về. Ồ, ngon quá anh ơi. Chưa bao giờ chị ăn một cái xúc xích nào mà ngon như thế này. Cho miếng. Hello. À, em bán cho anh 50 ngàn một cái xúc xích, mua không? Thế thôi. Bán thì giá rất cắt cổ. Vậy thì anh nói go đi. Rồi em cho anh. Em nói lại xem. Hello. Bán cái gì cơ? Anh sủa tiếng chó đi em cho anh ạ. Meow. Ôi thế. Vậy anh đi. Cái này thì chị không biết là cái gì nữa. Ăn mềm mềm nhũn nhũn giống như kiểu là bánh vậy em à. Còn đây là sườn nghe mà. Sườn rất là ngon. Theo như đánh giá của chị thì trong cái BBQ này ngon nhất là sườn, sau đến xúc xích, lạp xưởng, và cuối cùng dở nhất thì chị nghĩ rằng là trứng. Trứng ăn có mùi rất là tanh luôn, tanh không chịu nổi. Tí nữa thì sẽ cho anh Tiểu Túi anh ăn trứng. Bây giờ thì trời đã gần tối om rồi các em ạ. Ở đây thì người ta không cho chị nhiều ánh sáng, chỉ có một vài bóng điện ở kia và một vài dải đèn LED dọc theo cái ngôi nhà bong bóng này thôi. Cho nên chắc hẳn là các em đã nhìn thấy mặt chị rất tối đúng không ạ? Tối nay thì có thể là chị sẽ không quay video được cho các em nữa, bởi vì tối quá quay video thì chất lượng sẽ không tốt. Cho nên là hẹn gặp lại các em vào sáng ngày mai nhé. Chào buổi sáng tất cả các em. Như các em cũng đã nhìn thấy thì ánh nắng đã chiếu qua ngọn đồi bên kia và gần chiếu xuống đến bên chị rồi. Chứng tỏ là bây giờ đã gần đến trưa. Bây giờ là hơn 8 giờ rồi các em ạ. Anh Tiểu Thúi đúng là kỳ cục. Hơn 8 giờ rồi mà vẫn chưa xuống chị để quay video. Chị phải tự quay một mình. Ở ngoài kia thì có máy quay, nhưng mà do anh Tiểu Thúi không xuống nên là chị không ra đấy lấy được. Chị đành phải quay bằng GoPro các em ạ. Chán anh Tiểu Thúi ghê. Chị đã gọi cho anh Tiểu Thúi mấy lần rồi mà anh ấy không chịu nghe máy. Bây giờ thì chị lại phải gọi lại cho anh ấy mới được. Chắc là anh ấy ngủ quên đấy mà. Alo. Alo, ở đấy mà alo, bây giờ mới alo. Đây là bộ mặt của anh Tiểu Thúi khi mà. Anh đang làm gì đấy? Tại sao lại đến giờ em gọi mà không nghe máy? Đang đi ăn sáng. Đi ăn sáng một mình? Sao không đủ em? Em đang thực hiện thử thách mà. Tôi lên đây ăn đi, ở đây có nhiều món ngon lắm này. Đâu, cho em có gì? Ôi, cái em nhìn kìa. Bánh ngon ơi là ngon. Anh lấy về cho em đi. 10.000 một cái. Anh Tiểu Thúi xấu tính gì mà 10.000 một cái. Nhưng mà ở đây người ta không cho lấy về đâu. Người ta bắt là phải ăn ở đây. Cái phiếu ăn sáng của em anh cầm mà đúng không? Đúng rồi. Nghe em yêu đúng quý. Chị có phiếu ăn sáng. Xem đây có gì nè. Wow. Cái gì đấy? Cơm rang. Cơm rang. Gà với xúc xích thì phải. Có cả gà với xúc xích em à. Đây là gà nướng và gà BBQ. Chán anh Tiểu Thúi quá. Mì xào với lại cái gì đó. Thôi, chị không cần nghe anh Tiểu Thúi kể nữa đâu nghe mà. Chán anh Tiểu Thúi, đi ăn một mình không rủ chị. Bảo lấy về cho chị thì cũng bảo người ta không cho lấy. Anh cứ xin đi, người ta cho xin một miếng là cũng được. Hay gọi đi ta. Không biết ai gọi cho chị nữa. Nói chung là chán anh Tiểu Thúi ghê. Chị sẽ không nghe điện thoại, không gọi cho anh Tiểu Thúi nữa. Cũng không cần anh Tiểu Thúi quay video cho chị nữa. Chị sẽ tự đi tìm đồ ăn. Ở đây thì chúng chị có xem nào. Xem chị còn lẩu thái này, mì lẩu thái này, nước uống này, sữa này, bánh này. Ở đây có lẩu tự sôi này, rồi BBQ, cơm tự nấu và miếng nữa. Miếng này thì có vẻ rất là ngon đây. Hôm qua chị cho anh Tiểu Thúi mà anh Tiểu Thúi quên cầm về. Nhưng mà miếng này thì phải có nước sôi. Chả lẽ buổi sáng chị đã ăn lẩu rồi sao? Vậy thì bây giờ chị sẽ uống sữa, sau đó ăn bánh là được rồi. Ăn Oreo. Không biết Oreo này có ngon hay không. Ngon bằng Oreo ở nhà hay không. Bây giờ chúng ta ăn thử nhé.
trong lúc anh tiểu thúi đang đi ăn cao lương mỹ vị thì chị phải ở đây và ăn ăn bánh uống sữa em à. Chán anh tiểu thúi ghê, như vậy mà gọi là bạn bè thân thiết. Đây, chị uống sữa bắp, chị rất là thích sữa bắp cho nên là mặc dù đi chơi chị cũng mang theo sữa bắp. Buổi tối hôm qua các em, trời lạnh ơi là lạnh, ngủ ở đây lạnh lắm luôn. Trong khi đó anh tiểu thúi ngủ ở trên phòng ấm ơi là ấm. Chán anh tiểu thúi. Bánh Oreo. Buồn quá các em à. Đồ ăn này đâu có ngon bằng đồ ăn ở khách sạn đâu. Đây là khu resort, hơi bị đắt tiền. Người ta tặng cho chị một phiếu ăn sáng, thế mà anh tiểu thúi cũng lấy phiếu của chị đi luôn. Bình thường chị ăn bánh Oreo thấy ngon lắm, thế mà hôm nay không ngon như mọi ngày. Chị thèm đồ ăn ở trên chỗ khách sạn thôi. Hay là bây giờ chị lẹn lên ăn nhỉ? Không được, không được. Thế là trời gian. Đúng rồi, chị phải nghiêm túc đúng không em? Mãi mà anh tiểu thúi vẫn chưa ăn xong ghê mà. Ăn được nửa tiếng mà vẫn chưa xuống đây chơi. Một mình chị ngồi đây chán chết đi được. Lại còn không có mạng internet nữa. Ở chỗ này không có wifi, chỉ có ở trên phòng chỗ khách sạn kia thì mới có wifi thôi. Hôm qua đến nay chị xài 3G gần hết dung lượng luôn rồi. Rồi buồn không có ai nói chuyện, cũng không có gì chơi. Tự nhiên anh tiểu thú gọi game à, không biết có chuyện gì đây. Alo. Alo. Đây chính là bộ mặt của... Đang ở đâu? Nhìn em đoán em. Sao mà biết được, anh đi đâu lâu thế? Anh đang ở hồ bơi nè, anh đang đi khám phá cái khu này. Trời ơi, anh bị điên rồi. Trời lạnh như thế này mà ra hồ bơi game à. Anh tiểu thú đúng là bị điên. Em lại không biết gì rồi, đây chính là hồ bơi nước ấm. Thấy chưa? Đấy, nước cực kỳ ấm luôn. Thật á? Có hồ bơi nước ấm luôn á? Trời ơi, sáng rồi quá trời người bơi kia kìa, em nhìn thấy mấy anh tay kia không? Không. Như thế này mà bảo chị nhìn thấy game à? Chị chẳng nhìn thấy gì cả, mờ ơi là mờ. Không, mờ lắm, chị thấy. Thế có nhìn thấy cái hồ bơi, thấy. Hồ bơi siêu to này không? Thấy mỗi cái hồ bơi thôi, với mấy cái ô dù. Ở đây nghe nói là cái hồ bơi này nhiệt độ lúc nào cũng là 26-27 độ. Rất ấm luôn. Ồ, ấm vậy thật á hả? Tất nhiên, tí nữa anh đợi trời nắng thêm một tí nữa thì anh sẽ nhảy xuống tắm. Xuống đi chơi đi, em đang buồn chết đi này. Kệ em chứ. Đợi chiều em lên tắm cùng luôn. Không, ở đây chỉ có một vé thôi. Vé ăn sáng á. Vé ăn sáng của em. Thì bây giờ anh đem đi bơi. Đồ đáng ghét. Các em thấy anh tiểu thúi chưa? Thật là ích kỷ. Vé ăn sáng của chị, anh tiểu thúi lại đem đi bơi. Đáng ra vé đấy thì phải là cho chị, để trưa nay chị đi bơi. Ghét anh tiểu thúi. Nhưng mà cũng có thể là anh tiểu thúi chỉ chơi chiêu thôi. Anh tiểu thúi muốn dụ dỗ chị lên đây bơi để chị thất bại thử thách này đây. Còn lâu chị mới mắc lừa. Đúng vì vậy cho nên là anh tiểu thúi mới để máy quay ở kia. Nếu như chị ra lấy máy quay vào quay thì là chị đã bị thua cuộc. Anh tiểu thúi, các em thấy gian ác chưa? Gian ác chưa? Mưu mẹo chưa? Tính toán chưa? Được rồi, trưa nay chị ăn, chị sẽ không cho anh tiểu thúi ăn. Bây giờ đã là 12 giờ 9 phút rồi. Và chị sẽ thông báo với các em một tin rất là vui. Đó chính là chị đã thực hiện thành công thử thách 24 giờ trong ngôi nhà bong bóng. Sau khi ở đây 24 giờ thì chị thấy rằng không gian ở đây khá là thoải mái này. Ngoài ra trong thử thách lần này thì chị đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho việc ăn uống, cho nên là chị lúc nào cũng cảm thấy khỏe mạnh và dồi dào sức lực hết. Vấn đề khó khăn mà chị gặp trong ngôi nhà bong bóng này đó chính là chiều hôm qua thì nó khá là nóng, buổi tối thì lại rất là lạnh. Tuy nhiên sáng nay thì chị thấy rất là thoải mái, thời tiết có vẻ ấm áp hơn. Bây giờ đang là giữa trưa cho nên thời tiết bắt đầu trở nóng và chị cũng sẽ kết thúc thử thách ở đây. Các em nhìn kìa, nắng đã bắt đầu vào trong ngôi nhà của chị. Phía bên này
Còn phía võng đầu kia thì nắng đã chói chang, ánh mặt trời chiếu thẳng đứng rồi đấy. Bởi vì bây giờ là giữa trưa mà. Chị sẽ kết thúc thử thách ở đây, sau đó đi ăn một bữa ăn thật là ngon, sau đó còn đi bơi nữa. Chắc chắn là chị sẽ đi một mình mà không rủ anh Tiểu Thúi. Bởi vì sao? Anh ấy á, nãy đến giờ khi mà chị thực hiện thử thách thì anh ấy đã ăn mạnh, chơi mạnh một mình rồi. Video của chị đến đây cũng là kết thúc. Nếu như kem lúc này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các nó sau.